Sao đây? Ừ, như là bạc đây bắt đầu tiếp tục. Ủa, ủa, cái cậu nhóm của bên cô Trang đâu rồi ta? Hả? À, hết pin thì hết giờ kêu xong kêu ảnh đi theo. Hết chưa hết hết pin rồi kêu ảnh đi theo. Ừ, sao ta? Kêu anh đi theo. Kêu anh đi theo ta. Giờ này đang nhận quà đi em gái. Dạ, ở đây có chưa? Dạ rồi. Này mày đặt cửa. Rồi, vậy. Không được, mà cho tại nhà, mà cho tại nhà. Phải nhà này đi. Hai chồng ta đi khám bệnh rồi. Có cho anh cho luôn đi, em giữ giùm chị em đưa cho. Đi khám bệnh mà. Ừ, thấy đi bé. Rồi. Rồi hai cái hàng xóm cho được. Tại vì con đi làm á, người ta cũng xin giùm con nên con xin lại. Không có mà. Dạ rồi. Có cạo gì không? Chưa. Đi tới đi được. Rồi. Khu vực ở đây là của chú Thành hả bé? Của chú Chính hả? Rồi khu vực này là bao nhiêu hộ đây nè? Đây nè. Hộ á mà không biết giờ còn nhiêu thôi. À. Bây giờ ai có mặt ở đây thì mình sẽ phát ha. Ở dưới đầu Phật thầy Quảng Trắng ơi, tỉnh Pháp Quảng Nghiêm. À, tại khu vực của chú Thành á là chú Chính á là khu vực này là 90 hộ. Thì bắt đầu là con chuẩn bị đi phát á, ai có mặt á thì mình sẽ phát, còn ai thì con sẽ diệt sau nghe thầy. A Di Đà Phật. Mấy phần? Ủa, để treo. Ở trong đó còn mấy phần chứ bộ. Đi người ta phát quà mà bà đi về lấy gì đây? Rồi cầm quà vô đi cậu, cầm quà vô đi cậu ơi. Không mấy phần mà, đẩy xe vô luôn. Đẩy xe vô luôn đi cậu. Đẩy vô luôn xe gạo nặng mà không chịu đẩy. Thường thường giải phòng này là mình của mình là bao nhiêu hộ vậy? 7 hộ thấy hả? Dạ rồi đây. Đây là khu vực này là 7 hộ nha. Thôi đẩy tới luôn. Bé bé đẩy xe vô bé ơi. Chưa có gạo. Giờ tí có gạo. Cứ nhận quà. Tính trước phòng đi. Đó còn như Làm gì ăn? Làm gì sống? Chờ con chút. Còn hai phòng cuối của ông già ông ngoại đó. Phải ông ngoại không? Dạ đúng rồi, ông ba ông tư đó, kêu ông ngoại đó. Ông ba ông không thấy đường. Dạ. Ông ngoại ơi, ra lãnh quà ông ngoại ơi. Rồi, A Di Đà Phật, con chào ông ngoại. Na ngoại có quà nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Đây, gạo đây nè. Mỗi một hộ như vậy là được 10 kg gạo và một phần quà của nhóm nguyện thiện của cô Trang là bao gồm là mì gói và nếp và đậu xanh. Rồi, con thưa ngoại con đi nha. Dạ, A Di Đà Phật, mô Phật. Dạ.
sao cậu kia đưa giấy cho cô rồi. Đây là danh sách mới hay là sao đây? Không biết. Của khu vực nào đây? Thôi con nhận ở đây trước đi nghe, lát về con sẽ xem xét sao nha. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ không có, giấy này của người ta xin cho gạo ở khu sau nữa. Cái khu này là của khu nào vậy chị? 19-36-22 ở đây nè chị. Để cô kia cô có nói về đi danh sách nè, những người ở trong chợ đó, trong đó người ta hẻm người ta không ai để ý. Ở hẻm 19-36 nè. Mười mấy, 19 mấy? 19-36 nè. 19-36 hả?